Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ở Việt Nam Kêu là bước qua là ngày thứ năm rồi và man man hôm nay lại là một ngày đầy sôi động nữa các bạn Chúng ta bắt đầu nhìn vào chỉ số chứng Hoa Kỳ ngày hôm nay như thế nào đi Thì các bạn đã thấy được là hôm nay đây chúng ta có chỉ số Nasdaq thì tăng cũng khá nhiều các bạn Tăng 1.04%, chúng ta có S&P 500 đó thì tăng 0.45% Nhưng mà Dow Jones thì không có sự thay đổi, giảm 0.09% Thì hôm nay chúng ta có cái thông tin liên quan đến là chỉ số cpi có rất nhiều nhưng cái quan điểm là chỉ số cpi này là tốt hay là xấu đó chính là cái phần trăm lạm phát thì thường chia sẻ quan điểm của thuận về những gì chúng ta nhận được ngày hôm nay là tốt hay là xấu và nó có cái sự ảnh hưởng như thế nào khi mà các bạn nhìn một pre market có nghĩa là hợp đồng tương lai cho chiến khoán Hoa Kỳ ngày mai đây thì các bạn nhìn thấy được là cả ba chỉ số future thì xanh nhẹ là một chút nói chung đây thì cũng không có cái gì gọi là quá đặc biệt đâu các bạn ngày mai đây chúng ta có thêm một chỉ số nữa đó chính là cái chỉ số PPI đây là cái phần trăm lạm phát nhưng mà cho những công ty sản xuất các bạn chúng ta hãy xem coi ngày mai thông tin đó như thế nào Đó là một trong những thứ mà nhiều người nhìn vào để xem coi là làm phát đang đi vào xu hướng nào Tại vì những công ty sản xuất đó, nếu như mà cái mặt hàng họ nhập vào hay là cái nhiên liệu họ nhập vào Mà tăng giá thì khả năng là họ lại tăng giá bằng hàng của họ ngày mai Chúng ta sẽ biết cái thông tin đó Đó cũng là một cái tài liệu lớn Rồi chúng ta nhìn vào vàng đó thì các bạn được vàng hôm nay không có sự thay đổi nhiều Ở mức là 2038 đô cho một ounce vàng còn về crypto đó thì nếu như mà các bạn chỉ nhìn chung thị trường đó, so với lại ngày hôm qua thì các bạn thấy được là giá cả cũng cỡ đó. Chúng ta nhìn vào BTC bây giờ là 27.554 thì các bạn nghĩ là giá hôm qua cũng như vậy mà thôi giảm 0.5% Ethereum thì cũng cỡ đó Vốn hoa thị trường nên thì cũng không có sự thay đổi nhiều xuống 0.4% mà thôi nhưng mà các bạn nhìn vào biểu đồ đó thì phải được là hôm nay là một ngày mà cực kỳ sôi động luôn chúng ta đã nhìn thấy được là giá của BTC sau khi mà có cái thông tin CPI công bố đó thì đã có sự tăng trưởng từ khoảng chừng là 27.600 đô tăng lên tới cái mức cao đó là 28.332 ừ. các bạn giữ mức đó vài tiếng đồng hồ rồi đột ngột chúng ta thấy được là trong vòng 15 phút giá đã xuống từ mức là 28.200 đô mà xuống tới cái mức thấp chỉ còn có 26.800 đô mà thôi. Sau đó lại hồi phục trở lại. Bây giờ chúng ta giữ ở cái mức tương tự ngày hôm qua. Nếu như mà các bạn chỉ nhìn chung cả một ngày trong vòng 24 giờ qua đó thì cái số lượng lệnh bị thanh lý không phải là nhiều lắm các bạn. Chúng ta đã nhìn thấy được là cái số lượng lệnh bị thanh lý là 100 86 triệu đô la lệnh đòn bẩy bị thanh lý Thì con số này so với những ngày mà chúng ta gọi là nhiều lệnh bị thanh lý đó Thì con số này khoảng chừng 1 phần 10 mà thôi Nhưng mà khi mà các bạn zoom vào thời gian ngắn đó Giống như chúng ta hãy nhìn vào cái số lượng lệnh thanh lý mà trong vòng 30 phút đi Thì các bạn được là đã có một thời gian ngắn Chúng ta có tới 91.7 triệu đô la lệnh lon bị thanh lý đây là một con số thanh lý đó không hề nhỏ trong thời gian ngắn Và thật ra nó xảy ra trong thời gian khoảng chừng 15 phút mà thôi Và đã dẫn đến là chúng ta thấy được có rất là nhiều những cái hiện tượng gọi là long squeeze các bạn Tại vì khi mà những lệnh long bị thanh lý dẫn đến giá đi xuống dẫn đến nhiều lệnh long bị thanh lý hơn Thì câu hỏi là nhưng mà trước khi mà chúng ta có những lệnh long bị thanh lý Thì chuyện gì đã xảy ra dẫn đến giá cả xuống đột ngột Tại vì giá có xuống đột ngột mới dẫn đến nhiều lệnh bị thanh lý Rồi mới có hiện tượng long squeeze thì chúng ta sẽ không quá bất ngờ khi mà các bạn biết là lại một lần nữa chúng ta nhận được thông tin giả liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ bán crypto của mình và thông tin này đó uh, thì đợt này không phải đến từ DB hay là Arkham các bạn nhớ là cái gì không lâu đó thì đã có một đợt mọi người lại nhận được cái thông tin như thế này nhưng mà cuối cùng là thông tin giả và lần đó đó là được tung ra bởi một cái Twitter nổi tiếng có tên là DB và chúng bạn được là cái drama giữa Arkham và DB về việc là thông tin giả đó từ đâu mà có nhưng mà đợt này là thì không liên quan đến hai người này các bạn mà đến từ một Twitter khác nữa có tên là video và người này đã thuyết các bạn đã thấy trên màn hình là chính phủ hoa kỳ bán btc dẫn đến là mọi người hoảng sợ các bạn nhưng mà cái tweet này đã nhanh chóng bị xóa đi các bạn thấy trên màn hình đó, XPT à, cũng đã reply cho cái tweet này nhưng mà cái tweet này bây giờ đã bị xóa đi rồi và thuận cũng đã thấy Bido cũng nói tiếng xin lỗi nói là đây là một sự hiểu nhầm mà thôi chứ không có chuyện là chính phủ Hoa Kỳ bán BTC ngày hôm nay và trong thời điểm đó đó thuận cũng có chia sẻ thông tin trên mạng xã hội là thuận nghĩ đây là một tin đồ nhưng mà không đúng sự thật tại vì dựa theo class Note đó thì các bạn đã thấy được là cái số lượng BTC vẫn đang được giữ trong ví của chính phủ Hoa Kỳ À, những bữa nào mà sử dụng Classno đó thì các bạn có thể lên trên Classno các bạn có thể tìm kiếm một cái thông tin là US Government Balance BTC như bạn trên trên màn hình đó thì các bạn có thể lưu lại biểu đồ này để các bạn có thể biết được mỗi lần mà có thông tin liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ bán thì có thật hay không. Chúng ta nên nhìn vào dữ liệu chính thức chứ không nên nghe những cái tin đồn được lan tỏa ở trên Twitter và cái thông tin này đó cũng đã được xác nhận bởi uh, bởi Arkham Research tất cả đều nói là dữ liệu on chain cho thấy cái số BTC đó vẫn nằm ở đó chứ không có di chuyển đi đâu hết một lần nữa nhiều người đã bị dụ với thông tin này rồi các bạn <laughs> cho nên thùng có đăng ở trên Twitter có một câu nói nổi tiếng đó fool me once shame on you fool me twice shame on me có nghĩa là gạt tôi một lần là lỗi của bạn nhưng mà gạt tôi hai lần là lỗi của tôi thị trường cứ uh, bị hù bởi thông tin này hoài nhưng mà nào mà không có đành á, thì chính phủ Hoa Kỳ đang lưu trữ một số lượng BTC không hề nhỏ các bạn và cái số lượng BTC này từ đầu mà có thì cái số lượng BTC này đã từ tịch thu mà có các bạn à, trong năm 2020 đó họ đã tịch thu được 69.370 BTC từ cái sự kiện của Silk Road Silk Road là cái trang web mà bán hàng cấm đó rồi sau đó các bạn đã nhớ là Ross Ulbricht à, đã bị vào tù trung thân tới bây giờ luôn và trong cái vụ đó họ đã tịch thu được 69.000 BTC rồi tới năm 2022 đó thì à, trong cái vụ mà Bitfinex hát, các bạn đã nhớ là có một cặp vợ chồng trẻ bị bắt ở New York và cho là liên quan đến cái vụ hát của sàn Bitfinex cách đây nhiều năm và trong vụ đó đó thì là tịch thu được là 94.640 BTC. Và gần đây nữa đó là liên quan tới James Young Người mà họ cho là hát siêu rô thì cũng đã bị bắt và tịch thu 51.326 BTC Đây là những con số không hề nhỏ các bạn Nếu các bạn cộng 3 cái này lợi đó thì khoảng chừng là 215.000 BTC Có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ Nếu như xếp hạng đó chúng ta nghĩ là Satoshi giữ khoảng chừng là 1 triệu BTC Rayscale đó là đứng hạng thứ nhì trên thế giới lưu trữ 650.000 BTC Binance sàn này lưu trữ tổng cộng là 601.000 BTC Coinbase đứng hạng thứ tư lưu trữ 486.000 BTC Bitfinex đứng hạng thứ năm lưu trữ 353.000 BTC và chính phủ Hoa Kỳ lưu trữ khoảng chừng là 215.000 BTC. Ở đây để là 205.000 nhưng mà thật ra các bạn cộng ba cái mới đây đó là 215.000 BTC. Có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ là đơn vị lưu trữ BTC nhiều thứ sáu trên thế giới các bạn. Và sự thật đó thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ bán số lượng BTC này nhưng mà chúng ta không rõ là ngày nào, chúng ta chỉ biết là trong năm nay đó thì chính phủ Hoa Kỳ dự định là bán khoảng chừng là 41.000 BTC, nhưng mà họ sẽ bán trong vòng bốn đợt từ đây đến cuối năm, coi như là mỗi đợt họ sẽ bán khoảng chừng là hơn 10.000 BTC. Theo chúng ta biết là như vậy. Chúng ta chỉ không biết được ngày nào là họ bán mà thôi, nhưng mà cho dù họ bán đó, thì cũng không nghĩ là họ sẽ đem lên trên sàn để bán đầu Thường chính phủ Hoa Kỳ họ sẽ bán qua những cái OTC hay là bán đấu giá chứ không phải bán như vậy tại vì bán như vậy cũng đâu có được lợi ích gì đâu các bạn và có một bạn đã nhắc tới Malgox đi là cái sự kiện mà sàn Malgox đã phá sản năm 2014 rồi họ vẫn còn đang lưu trữ một số lượng lớn BTC chuẩn bị trả cho nạn nhân nhưng mà các bạn thấy được là năm này qua năm nọ chúng ta cứ nghe năm nay là năm sẽ trả cho nạn nhân và mỗi lần mà chúng ta thấy được là có một thông tin gì đó liên quan đến Malgox cho dù là thật chiêu là giả đó thì mọi người đều hoảng loạn hết các bạn nhưng mà phần lớn đều là thông tin giả và các bạn thấy được là cái thông tin Malgox đã được sử dụng nhiều lần để làm cho mọi người hoảng sợ tới bây giờ Malgox vẫn chưa trả tiền cho nạn nhân và thật đúng hiểu là phải tới tháng 11 của năm nay nhưng mà năm nào cũng bị trì hoãn năm nay không biết có bị trì hoãn hay là không và thật ra mà nói đó, chúng ta thì được là mau gót trả tiền nhận nạn nhân đó, đó là chuyện sớm hay là muộn mà thôi Và thật ra đối tượng đó, trả càng sớm càng tốt Tại vì đây là một cái đám mây đen lúc nào cũng bao phủ tiền crypto Khi mà trả rồi thì cái mối lo sợ đó sẽ không còn nữa Bây giờ tôi cảm thấy được là cũng có một số lượng người sử dụng cái chiến lược tương tự Nhưng mà bây giờ cái thông tin đó chính là liên quan tới chính phủ Hoa Kỳ bán BTC để gây sự hoảng sợ trên thị trường trước sau gì chính phủ hoa kỳ cũng sẽ bán btc mà thôi có thể là họ bán thông qua otc có thể là họ bán à, trực tiếp trên sàn cái đó cũng không quan trọng khi mà họ bán thì sẽ có người thu mua và khi mà họ bán hết btc rồi cũng không còn btc để mà bán nữa Thị trường sẽ không còn lo ngại về điều này nữa và chúng ta sẽ tiếp tục mà thôi giá cả ảnh hưởng ngắn hạn có thể là có có thể là không nhưng mà thường cũng không quan trọng nữa các bạn chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tiến tới đây chỉ là một phần nhỏ trên lịch sử của btc mà thôi khi mà các bạn nhìn lại khi mà sự việc này đã qua rồi dài hạn không một đơn vị không một cá nhân nào có thể ảnh hưởng trực tiếp với tuyến đường của BTC đối thuận là như vậy nhưng mà một cái phương diện khác những thông tin giả những thông tin phết này đã tạo cơ hội cho những bạn nào mà chung mình giá đầu tư dài hạn có thể thu mua được ở những mức giá tốt hơn rồi, đó là chuyện của sáng ngày hôm nay. Chúng ta hãy nhìn vào tình hình chung của thị trường crypto đây, thì các bạn thấy được là hôm nay chúng ta cũng vẫn có một số những con tăng trưởng. Chúng ta có HEX tăng 12.3%, BGB tăng 6.7, chúng ta có KAVA 6.6. Chúng ta vẫn thấy được là pepe thì hiện bây giờ là xuống 9.7%. BSV à, đã xuống 12.2% và FTT đã xuống 11.8%. Chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới FTX chúng ta chia sẽ chia sẻ với mọi lát nữa. À, nhưng mà nói chung đó, thì nhìn vào vốn hóa của thị trường thì không có sự thay đổi nhiều so với ngày hôm qua. Chỉ đồng lớn thì giá không cờ đó mà thôi. Mặc dù hôm nay có nhiều sự sôi động nhưng mà giá đã trả về cái mức của ngày hôm qua. Các thông tin lớn ngày hôm nay đó đáng lý đầu phải là thông tin liên quan tới CPI các bạn. Tại vì hồi sáng nay chúng ta đã nhận được cái phần trăm lạm phát CPI ở Hoa Kỳ và chúng ta đã thấy được là phần trăm lạm phát cuối cùng là ở 4.9% giống như là sự chuẩn đoán của JP Morgan. Tháng vừa rồi đó thì CPI là 5.0, ước tính là 5.0 nhưng mà kết quả là 4.9 các bạn đỡ hơn là ước tính một chút nhưng mà cũng cỡ đó. Và các bạn nhìn thấy được là core CPI nghĩa là phần trăm lạm phát hàng tiêu dùng nhưng mà không tính lương thực và năng lượng thì chúng ta đã thấy là tháng rồi là 5.6%, ước tính là 5.5 và chính thức công bố của CPI là 5.5 thì bây giờ cũng có rất nhiều những quan điểm là cái thông tin phần trăm lạm phát này là tốt hay là xấu à, chúng ta có nên à, lo lắng hay là chúng ta nên vui mừng thì để thường chia sẻ quan điểm của thuận trước hết á, khi mà chúng ta nhìn vào phần trăm lạm phát tổng như thế này đó, thì nó cũng không có nói được gì đâu các bạn điều quan trọng hơn nữa là chúng ta cần phải quan tâm đến những cái phần trăm lạm phát của những mặt hàng khác nhau là như thế nào tại vì đây là điều mà Fed quan tâm nhiều hơn tuy là nếu chúng ta nhìn vào chỉ số CPI đó, thì chỉ số đó đã suy giảm thêm một chút xíu nữa các bạn cũng cỡ như tháng như rồi nhưng mà đã đỡ hơn tháng như rồi à, nhưng mà nếu chúng ta tính từ tháng này qua tháng kia đó có nghĩa là chúng ta tính từ tháng 4 so với tháng 3 tại vì hôm nay là tháng 5 thì cái chỉ số chưa nhận được ở sáng nay là từ tháng 4 thì tính tháng 4 so với tháng 3 đó thì phần trăm lạm phát không phải là giảm mà thật tăng 0.4% từ tháng này qua tháng kia. Tại vì 4.9% đó là các bạn so sánh từ thời điểm bây giờ so với lại tháng 4 của năm ngoái chứ còn tháng này qua tháng kia thì thật ra chúng ta vẫn thấy một cái sự tăng trưởng. Cho nên nhiều người nghĩ đây không phải là một cái thông tin tốt đâu. Đối với thuận đó thì những gì chúng ta nhận được ngày hôm nay đó không tốt và cũng không có xấu Tối thuần thì nó tạm ổn thôi các bạn Để thường chia sẻ một số chi tiết với các bạn Trên màn hình á, các bạn sẽ để ý cái cột mà April 2023 này Cái cột như các bạn nhìn thấy trên màn hình, cái cột bên trên này Thì cái cột này là cái cột mà chúng ta so sánh những mặt hàng so với tháng trước đó nếu như con số dương thì là tăng so với trước đó và con số âm nghĩa là giảm so với trước đó và thuận đã highlight đã tô lên cái màu đỏ cho những mặt hàng mà đã có sự suy giảm và các bạn thấy những mặt hàng mà có sự tăng trưởng đó là màu xanh lá cây như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì để chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn khi mà chúng ta nhìn vào những mặt hàng nào mà giảm so với tháng vừa rồi đó thì các bạn thấy được là một trong những mặt hàng mà không chịu giảm trong một thời gian dài đó chính là lương thực các bạn nhưng mà thật ra khi mà chúng ta so sánh tháng này và tháng kia đó thì bắt đầu là từ thời điểm tháng 3 so với tháng 2 thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào à, lương thực ở nhà đó nghĩa là các bạn mua đồ về nhà thì chúng ta được là không tiếp tục tăng trưởng nữa ở 0% Đó là điều tốt các bạn Tuy là chưa suy giảm nhưng mà ở 0% là điều tốt rồi. Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào uh, food away from home nghĩa là các bạn uh, ra ngoài ăn đó thì uh, những món ăn đó bây giờ như thế nào thì các bạn thấy được là giá cả so với lại tháng trước đó thì đã giảm 0.2% và so với lại tháng trước đó nữa thì giảm 0.3% các bạn khi nhìn vào là tháng 3 so sánh với tháng 2 thì trong một thời gian dài các bạn thấy được là từ thời điểm tháng 10 mãi cho đến thời điểm là tháng 2 thì mỗi tháng chúng ta đều thấy dấu hiệu là lương thực tăng lên tăng lên nhưng mà cho đến bắt đầu tháng 3 đó thì đã một là ngưng tăng hai là giảm các bạn tùy theo chúng ta nhìn vào đồ ăn đi ra ngoài hay là các bạn mua về nhà đây là một dấu hiệu tốt các bạn thêm vào đó nữa chúng ta tiếp tục nhìn thấy được là cái sự suy giảm của dịch vụ năng lượng các bạn dịch vụ năng lượng là gì dịch vụ năng lượng ở đây đó, đó chính là các bạn trả tiền điện và tiền gas ở hoa kỳ thì các bạn sử dụng gas để mà sửa ấm sử dụng gas để mà nấu nước nóng vân vân à, thì các bạn thấy được là điện và gas thì vẫn tiếp tục có cái sự suy giảm như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó và chúng ta đã nhìn thấy được là giảm liên tục nếu như ta nhìn vào điện đó, thì đã giảm liên tục 3 tháng rồi giống như là từ tháng 2, tháng 3, tháng 4 đều có sự suy giảm còn về gas đó, thì các bạn thấy được khí gas đã giảm từ tháng 3 và tháng 4 cũng giảm luôn đó là điều tốt và chúng ta nhìn thêm một số những mặt hàng khác nữa chúng ta thấy được là xe mới đó thì cuối cùng chúng ta thấy được là xe mới bán ra thì so với tháng trước đã giảm 0.2 các bạn từ thời điểm tháng 10 mãi cho đến tháng 3 đó tháng nào xe mới cũng tăng giá tăng giá tăng giá nhưng mà chỉ tháng 4 so với tháng 3 là lần đầu tiên các bạn thấy được là chỉ số này giảm 0.2 chúng ta nhìn thấy được uh, về dịch vụ giao thông giống như là các bạn uh, sử dụng xe bus hay là những cái uh, dịch vụ di chuyển đó, thì uh, cũng như vậy các bạn giảm 0.2 sau khi mà các bạn thấy được là 6 tháng qua không có sự suy giảm tháng này đã có một sự suy giảm và cuối cùng uh, bên dưới này đó chính là medical care services có nghĩa là đây là dịch vụ y tế các bạn dụ y tế thì đã giảm liên tục 4 tháng rồi. Thì đây là những cái mặt hàng đã có sự suy giảm, một là mới vừa suy giảm trong tháng này, còn hai đã suy giảm 2-3 tháng rồi liên tục. Thì đây là cái thông tin tốt. Còn cái thông tin không tốt là gì các bạn, chúng ta vẫn có một số những mặt hàng rất là cứng đầu và không có muốn giảm. Trong đó đó chúng ta thấy được là xăng và dầu. Xăng dầu đó thì đã có sự suy giảm nhiều mấy tháng qua nhưng mà đột ngột lại tăng ngược trở lại hồi tháng tư cho nên các bạn thấy được là cả ba cái cột này đều là con số dương hết đã tăng ngược trở lại Chúng ta thấy được là xe mới đó tuy đã có cái sự giảm là 0.2% so với tháng trước đó nhưng mà đột ngột xe cũ lại tăng trở lại các bạn. Xe cũ đã giảm liên tục mấy tháng rồi nhưng mà đột ngột lại tăng trở lại tháng vừa rồi. Và chúng ta nhìn thêm một mặt hàng nữa đó chính là shelter các bạn. Shelter đó chính là nơi ở. Thì nơi ở đó cho đến bây giờ chúng ta vẫn thấy được là tháng này và tháng nọ vẫn tăng trưởng và chúng ta đã nghe nói tới là liên quan đến shelter đó thì có một sự trì hoãn và khả năng chúng ta sẽ thấy con số này đó giảm bất cứ lúc nào tới bây giờ thì vẫn chưa có thì đây là cái nhìn chung về những mặt hàng nào mà tăng như mặt hàng nào mà giảm thì các bạn đã thấy được là nói chung thì 50 50 các bạn một số mặt hàng giảm một số mặt hàng vẫn chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt thì đối với thuận đây là một cái thông tin CPI coi như tạm được Đương nhiên có thể tệ hơn các bạn Chúng ta có thể thấy được là nhiều mặt hàng tăng ngược trở lại Nhưng mà chúng ta thấy được là có thêm mặt hàng giảm trong tháng này Một số mặt hàng lại tăng ngược trở lại Cho nên nếu nói là đây là một cái CPI xấu thì cũng không xấu đâu Nó tốt thì cũng không tốt Nó nằm ngay chính giữa các bạn tạm ổn và các bạn đã thấy được là trước khi có chỉ số CPI đó chúng ta đã nhìn vào cái tài liệu trên sàn CME để xem coi là phần lớn mọi người đang nghĩ sao về việc Fed có tăng lãi suất vào cuộc họp ngày 14 tháng 6 hay là không thì à, các bạn đã nhớ là cách đây à, khoảng chừng một ngày đó thì cái phần trăm này rất là khác các bạn đã nhớ là chúng ta có khoảng chừng là bảy mươi mấy phần trăm chỉ là Fed sẽ ngưng tăng nhưng mà vẫn có hai mươi mấy phần trăm nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25. Sau khi mà có chỉ CPI này đó thì các bạn thấy được là phần trăm đã thay đổi rồi chúng ta thấy được là bây giờ 96% nghĩ là Fed sẽ không tăng lãi suất các bạn giữ nguyên trong cuộc họp tháng 6 này còn lại khoảng 4% đó, thì nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25% một số người thường nghĩ là có sự lo lắng là CPI sẽ rất xấu nhưng mà CPI đã không tốt nhưng mà cũng không xấu thì họ đang nhẹ nhõm hơn nhưng mà sự thật đó là các bạn thấy được là Fed hợp ngày nào các bạn à, Fed sẽ hợp ngày 13 và ngày 14 tháng 6 và ngày 14 chúng ta mới biết được thông tin liên quan tới lãi suất như thế nào nhưng mà các bạn nhìn vào cái ngày kế tiếp mà chúng ta sẽ có CPI đó chính là ngày 13 tháng 6 các bạn ngay lúc mà phép hợp luôn cho nên thường nghĩ là cái thông tin CPI đợt kế tiếp nó có trọng lượng hơn rất là nhiều đợt này đó coi như là không tốt cũng không xấu đối thường thì nghĩ phép thông sẽ nghĩ như vậy nhưng mà tháng 6 đó thì lại có thêm một thông tin CPI nữa và ngay lúc mà phép tàn hợp ta hãy xem coi là CPI tháng đó như thế nào từ đây đến đó cái phần trăm này sẽ có nhiều sự thay đổi đó là về cảm nghĩ của liên quan tới CPI và đương nhiên chúng ta quan tâm đến lãi suất của fed tại vì lãi suất của fed là quyết định dòng tiền như thế nào các bạn thả lỏng hay là siết chặt và nếu giữ quá lâu có thể dẫn đến là suy thoái tài chính nếu như mà thả lỏng thì các bạn thấy được là chúng ta sẽ có dòng tiền đi vào các mạng đầu tư tại vì khi mà chúng ta thấy được lãi suất của fed cao đó thì sẽ dẫn đến là nhiều người sẽ lưu trữ công trái phiếu tại vì công trái phiếu lãi suất cũng sẽ tăng lên à, và đây là một cái lãi suất mà nhiều người cho là không có rủi ro gì hết tại vì chính phủ hoa kỳ xưa giờ đâu có vỡ nợ đâu tuy các bạn nghe nói tới một số những thông tin liên quan tới nợ trần không biết có nâng lên đúng lúc hay là không nhưng mà thường đã chia sẻ quan điểm của thần rồi, thường nghĩ là sớm muộn gì cũng sẽ nâng lên mà thôi chuyện mà hoa kỳ vỡ nợ đó thực ra mà nói không phải là vấn đề mà thường quan tâm đâu và tôi nghĩ là rất nhiều nhà đầu tư sẽ có suy nghĩ đó nhưng mà còn về việc suy thoái đó thì rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Chúng ta cũng đã nói ngày hôm qua đó Warren Buffett uh, thì công ty Berkshire Hathaway cũng đã bán đi hơn 13 tỷ đô la chứng khoán. Tại vì Warren Buffett nghĩ là rất là nhiều những công ty ông ta đang lưu trữ đó có thể là sẽ có thông báo quý 2, quý 3, quý 4 rất là xấu vì nền kinh tế đang chậm lại. Cho nên bán trước đó chính là quyết định của Warren Buffett uh, và Berkshire Hathaway. Nhưng mà không chỉ riêng là Warren Buffett đâu. Hôm nay đây chúng ta nghe cái uh, thông tin được chia sẻ bởi Reuters là có tin nội bộ cho thấy được là những cái quan chức Quan gia của UAE đang sốt hàng tỷ đô la cổ phiếu Hoa Kỳ và đang nắm giữ những công trái phiếu Hoa Kỳ ngắn hạn. Có nghĩa là họ nghĩ là trong thời gian tới đây, chứng khoán Hoa Kỳ sẽ không có tốt. Và các bạn thấy được là một trong những người quan chức lớn ở UAE đó chính là cố vấn an ninh quốc gia. À, người này đó đang lưu trữ cả crypto và cả commodity, nghĩa là những hàng hóa. đương nhiên cái mà họ nói tới đây đó chính là vàng và bạc. Và đó là gì mà chúng ta nhận được từ Reuters.